Đáp án của mình? Giấc mơ anh à. Giấc mơ. Trả lời vô cùng hào sảng mà không cần liên quan tới bạn tôi kế bên. Rất nhiều anh. Em biết Sang. Anh Sang, anh tin em đúng không ạ? Anh tin là anh. Trời ơi, đáp vừa rồi rất hay mà. Thế nên là đúng là giấc mơ. Đúng rồi. Giấc mơ. Và giấc mơ mang lại cho đội Giọt Lẹ có 10 điểm hay không? Có à? Có à? Có. Có. Và đó là có. Chúc mừng. Yeah. Mời ô số 2 mở. Không mở. Hay lắm. Em xin đoán nghệ sĩ luôn ạ. À. Em xin đoán nghệ sĩ luôn ạ. À. Em xin đoán nghệ sĩ luôn ạ. À. Lâu. Giỡn thôi. Giỡn nhìn thôi. Vào bàn tay ở trên mà em đoán được tên nghệ sĩ hay quá. Em giỡn thôi anh. Em có phải là quý đâu mà nhìn cái đoán liền. À, em nghĩ là nếu đây là tình yêu mà đúng nắng, rồi, đúng rồi. Thì hả? Nó phải có tình yêu. Đúng. Đúng rồi. Một á là anh yêu em nhiều lắm. Ừ. Hai là anh hát em nghe nhé, nó cũng thể được cái tình yêu. Không, cái bài đó đã là bài hát rồi thì em nghĩ nó là anh yêu em nhiều lắm. Không, bé có nghĩa là người ta lựa chọn cái câu anh trong tiếng. Anh ơi, anh mắc cười quá. Anh ơi, anh mắc cười quá. Mắc cười quá. Anh lựa chọn anh có đổi hoài, anh ngộ nghĩnh quá. Ngộ nghĩnh quá. Em tin gì mà ngộ quá. Mời em chọn. Dạ, em chọn là anh yêu em nhiều lắm đúng không anh Minh Sư? Không, anh không yêu em nhiều lắm đâu. Ok kìa anh. Chút. Chốt, anh yêu em nhiều lắm. Đàn ông hả anh, đàn ông hả anh? Anh đúng. Nhắc em mới để ý thấy cái phần 8 đó đó. Đúng. Em thấy nguyên một cái sân khấu luôn. Em xin đón nghệ sĩ ạ. Em xin đón nghệ sĩ ạ. Hả? Ồ, mất lượt. Lượt chơi đang ngồi bên này. Ủa vậy hả? Ủa vậy hả? Đừng quá lanh. Nếu như bọn em chưa đoán được, thôi mở tiếp. Em biết bài anh rồi. Sao vậy? Mỗi lần anh khen dữ lắm là biết sai luôn. Em biết bài đó sai. Bởi vì bên đó chưa từng là sinh viên tình nguyện mùa hè xanh như em. Thành nào, hãy cất cao giọng hát. Vâng ạ, à, mùa hè xanh. Mùa hè xanh. Hey! Oh, yêu thương. Ôi mùa hè xanh vẫn vương. Hey! Vì hồ phương. Lưu đi dạ, từng quê hương. Dạ hết à. Dạ, bớt hát lại đoán bài hát à. Với một sinh viên tình nguyện học 3 năm đi mùa hè xanh hết 2 năm rồi. Và mặc chiếc áo màu xanh ngày hôm dạ, nay. Dạ đúng rồi, em xin đoán đó là mùa hè xanh ạ. À. Mùa hè xanh. Nếu như mà không đúng thì thôi ạ. À. Không đúng thì thôi ạ. À. Chứ làm gì tôi? Chứ làm gì giờ? Bây giờ anh chọn ha. Rồi anh chọn đi. Nếu như mà anh chọn không được đập màu lại. Xanh mà nó hiền hòa, em xin phép cọc với anh, xin phép cọc với anh ạ. À. Em đã bắt đầu cọc lên chưa? Em cọc chưa? Em đợi kết quả sao em mới cọc. Đây là bọn đáp án chưa chính xác. Cảm ơn Trang. Nhưng mà anh ghép đó là mặt ca sĩ đó. Thì đó, Lan Hiền Hòa không nổi với Trang. Vâng, vậy là đồng quá. Và rất ghê ạ. À. Kính thưa tất cả quý vị, Tiến Minh là một sự lựa chọn cũng không chính xác. Trang ơi, hai lần rồi đó, tới cái mặt cái cổ là cái mình đón mà Trang lóc hết. Đây là sáng tác của nhạc sĩ Đức Huy. Rất tiếc. Ô, tiếp theo cũng không được mở ra. Chúng ta chỉ còn lại một ô cuối cùng nữa mà thôi. Lượt chơi nhà mình phải mở ô số 3 thôi. Nha, số 3 lại là khóa rồi nha. Tiếng Việt mùa hè của tiền qua mâu qua mâu. Tiếng Việt tiền đầu của tiền qua mâu qua mâu. Tiếng Việt cái gì đó không có lẽ gì. Cuộc tình bơn quơ. Tiếng của tiền bơ vơ. Tình qua mâu qua mâu thì không thể nào mà cuộc tình bưng quơ mà cuộc tình qua mâu được. Đúng. Quá sai. Sai. Loại C. Loại C. Còn A và B. Chọn đi anh. Em loại giùm anh cái thôi còn chọn. Mời. Bánh tu xí. À, anh nghĩ là A. A, à, đó chính là Bính Biệt Mùa Hè. Đúng như cái tên bài hát luôn. Tự tin lên nào. Cười lên. Trời nào. Ơi. Nếu anh mà sai thì em vĩnh biệt anh luôn. Em chơi đội thì luôn. Anh không thể làm như vậy được. Từ nãy giờ ba bài hát rồi không đúng cái nào hết. Không, thật sự không mất thể làm như vậy được. Rồi, thiệt. Nhưng đây là lần thứ 3 tôi vĩnh biệt các bạn. Chưa chính xác. Thì đã biết rồi đó. Vậy là cái còn lại. Mình còn vĩnh biệt tình đầu và cuộc tình bâng quơ. Em xíu câu còn cái lỗ tai của nghệ sĩ thôi đó. Ráng đi. Theo như phân tích quá hợp lý của bên kia em nghĩ là anh nhắc cái câu tiếp theo đi anh. Tình đầu là cơn giông chợt qua mau vĩnh biệt tình đầu. Em chốt đơn rồi đó. Chốt đơn. Không hỏi câu C nhanh. Vĩnh biệt tình đầu có hai cái vĩnh biệt, tôi đã vĩnh biệt bên này rồi. Tôi không thể vĩnh biệt bên này nữa bởi vì đây là một đáp án chính xác. Chúc mừng. Cho em coi lỗ tai nghệ sĩ nào. Đúng. Xin mời. Dạ những là một góc sân khấu ạ. Bờ vai, bờ vai. Lỗ tai nghệ sĩ. Lỗ tai ơi. Lỗ tai bên góc này. Rồi bây giờ hai đội về vị trí nè. MC ơi, em xin lỗi là hỏi là chương trình có muốn tụi em chơi không ạ? Muốn ạ. Cho nên là Minh Sù sẽ gợi ý cho các bạn. Đây là một ca sĩ. Ca sĩ rồi đúng rồi. Nam. Nam dạ. 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 Có rất nhiều ca khúc. Dạ.
thành công. Trong số đó cũng có ca khúc về mùa hè. Và nghệ sĩ này là một nghệ sĩ lớn tuổi hay trẻ tuổi ạ? Lớn tuổi, có thâm niên. Có thâm niên. Và trong nhóm hát Phượng Hoàng ngày xưa. Trận đấu ngôi sao với những ngày hè rực rỡ và hai đội chơi bá đạo cuối dồn. Ca sĩ Châu Ngọc Hiếu, diễn viên Việt Trang, ca sĩ Minh Sang, diễn viên Phương Lan. Rap luôn, yo! Hôm nay tới trận đấu ngôi sao, em không biết hát nhờ vào anh Sang. Hết, hết. Dưới mặt trên quần đẩy lửa. Không, cái bài đó đã là bài hát rồi thì em nghĩ rất là anh yêu em nhiều lắm. Không bé, có nghĩa là người ta lựa chọn cái câu anh trong tiếng. Anh mắc cười quá. Người ta lựa chọn anh mắc đổi hoài, anh ngộ nghịch quá. Ngộ nghịch quá. Những sự cố bất ngờ. Em rất tin tưởng đáp án à. Đón xem trận đấu ngôi sao phát sóng vào lúc 19:15 thứ bảy ngày 22 tháng 5 năm 2021 trên VTV9.